Thứ bảy rồi, hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022, em Hoàng An lên sóng giới thiệu và tổng hợp tất cả các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương trong ngày hôm nay thứ bảy. Và em An kính chúc tất cả chị cô bác thân yêu của em Hoàng An gần xa có một ngày thứ bảy và ngày mai ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Ngày mai thì bên em An vẫn hoạt động bình thường, kính mời anh chị qua trực tiếp bên em siêu thị ô tô Bình Dương, số 1968 ngã ba ông xã đường tỉnh 743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương để xem xe chị nhé. Và chắc chắn rồi, siêu thị ô tô Bình Dương là một đơn vị kinh doanh mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, và lượng xe tại bên em thì lúc nào cũng dao động từ 70 đến 80 đầu xe, đủ tầm tiền cho anh chị lựa chọn hatchback, sedan, gầm thấp, gầm cao đều có đủ. Và tất cả sản phẩm bán ra thì bên em đều cam kết với chị bằng văn bản tuyệt đối là không bán xe lỗi, xe đâm đụng, kích tai nạn mà gầm nước anh chị nhé. Tất cả bằng văn bản hết, mời chị ra ngoài này. Em An sẽ giới thiệu cho chị vị trí cửa hàng, và ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những cái mẫu xe đẹp có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương trong một buổi sáng thứ bảy rất là nắng nóng tại Di An, Bình Dương anh chị nhé. Đây, mời chị ra đây. Hôm nay có rất là nhiều mẫu xe tầm tiền vừa phải để anh chị mình có thể mình mua để đi gia đình kinh doanh. Và đây là vị trí nhà em này, siêu thị ô tô Bình Dương nhé, số 1968 ngã ba xã đường tỉnh 743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương. Và trước mắt anh chị là trục đường DT743B, ngã ba xã anh chị nhé, trục đường DT743B. Và như ngay câu chuyện lúc đầu em An có nói với chị là ngày hôm nay thì em An sẽ báo giá tổng hợp tất cả các mẫu xe. Và ngày hôm nay có rất nhiều xe chị nhé. Đây, mời chị qua đây, em An sẽ giới thiệu rất nhanh. Và chị nào quan tâm về những sản phẩm bên em thì hãy alo trực tiếp cho em An. Vios E số sàn 2017, em này vừa về đây. Chất xe 60.000 km, đeo biển số Đồng Nai. Đồng Nai tên tư nhân, một chủ đầu đăng kiểm 1 đến tháng 5 2023. Đấy. Vios một mẫu xe quốc dân màu bạc, rất là nhiều anh chị có hỏi đây. Mẫu này thì bên em này đã về. Xe chưa dọn nha chị nhá. Đang là mộc nhất đây, có màn hình cam lùi rồi. Vô lăng củ số còn mới tinh luôn. 2017. Và em xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 385 triệu cho mẫu này. Vios E nhé, số sàn 2017 màu bạc, đã lên 4 vỏ còn khá là mới, nó hơi dơ anh chị nhé. Đấy, các chi tiết phụ kiện đã vào đủ cho chị rồi. Đó. Ok, 2017 màu bạc. Em xe này hiện tại đang là 385 triệu đồng. Vios thì hiện tại bên em đang còn duy nhất một chiếc màu bạc này thôi. Bán rất là nhanh, dòng quốc dân này. 385 27 anh chị nhé. Tiếp tục sang một em hạng, có thể nói là hạng B của Mitsu, một em Archer anh chị ạ, động cơ chỉ có 1.2 thôi. Mitsubishi Archer, nhập Thái nguyên chiếc, 2021 em này mới đi có 11.000 km thôi. Số sàn anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp. Form dáng của Archer form thế hệ mới này thì nhìn cực kỳ là bắt mắt anh chị ạ, rất là bắt mắt đẹp. Nội thất đây có màn hình đó, cam lùi, ghế lỉ zin, Archer số sàn 2021. Và mẫu xe này thì hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang niêm yết với mức giá là 369 triệu, sơn zin cả xe anh chị nhá, rất là đẹp. Động cơ 1.2 nhập Thái nguyên chiếc, em này vừa về luôn, giới thiệu cho anh chị cho nóng hổi luôn. Archer anh chị nhá, máy động cơ 1.2, mức tiêu nhiên liệu của em này dao động khoảng 5 lít thôi, 5 lít đó, khá là rộng. Phải công nhận với anh chị rằng đây, cái khoảng sáng chân của Archer này thoải mái luôn đúng không ạ? Đấy, mẫu này là vừa về luôn. Mà tất cả thì mẫu xe này hiện tại thì bên em đều hỗ trợ banh được anh chị nhé. Hỗ trợ banh cho chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Archer, em này hiện tại đang đeo biển số Tây Ninh, một chủ đầu. Form dáng rất là đẹp, mâm phay hợp kim luôn nhá. Đấy, Mitsubishi Archer, sản xuất 2021. Đó, và mẫu này đang được chào bán tại bên em là 369 triệu đồng. Đấy, ok, cho chị tham quan phần khoang động cơ. Đây. Đó, máy mới tinh luôn. ..2021 đấy chị ạ. Rồi, 369 triệu đồng, em này vừa về luôn. Sơn zin cả xe, rất là đẹp, hàng lướt rồi. Đăng kiểm 1 đến tháng 4 năm 2024, em này chủ xe mua đi gia đình nhé. 369 triệu là ngon, không phải mắc chơi rồi. Tiếp theo một em Cerato số sàn 2018 anh chị ạ. Em này là số sàn nhé, được trang bị mâm xoắn này, sạc không dây. Số sàn 2018, đang đeo biển số 68 là Kiên Giang. Tên tư nhân, một chủ mua mới từ đầu.
Kia Cerato số sàn 2018, một mẫu hạng C, đã được trang bị rất nhiều phụ kiện rồi, như là ốp đèn trước sau, chén cửa về mưa, phim cách nhiệt đó. Kia Cerato chị ạ. Đấy, và mẫu này hiện tại em An đã có video chi tiết rồi, em được chào bán là 445 triệu. Và ngày hôm nay thì em An xin phép là sẽ giảm cho chị mỗi mẫu xe thì em An sẽ giảm 5 triệu, và một số mẫu xe em An điều chỉnh giá thì em An sẽ báo luôn 445 triệu nhé. Tiếp theo một em Mazda CX-5 bản full 2.0 2019 anh chị ạ, 2019, và em này đang đi 55.000, màu đỏ pha lê, đeo biển số Bình Dương 2019. Đó, vẫn còn vỏ theo xe, đi 55.000. Mazda CX-5 2019. Mẫu này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 779 triệu. Để cho chị tham quan một vòng đi. 779 triệu đồng cho mẫu Mazda CX-5 2.0, đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2023. Tháng 7 2023 cho chị ở mẫu này. Mazda CX-5 nhé. 2019, 2019 bản 2.0, bản cao nhất, cảm biến trước sau đầy đủ hết. Hệ thống ghế điện, loa bâu, cửa sổ trời, 779 triệu. Tiếp theo một em hạng C. Hạng C cho chị lựa chọn một em Kia Cerato sản xuất 2016, em này là màu vàng cát đấy chị ạ. 2016. Đấy, số tự động, bản full option, có cửa sổ trời, ghế điện. Em này đã được chủ xe trang bị lên cho chị bộ cam 360 nhé. Đấy, cam 360. Lên cho chị vỏ Michelin. Em xe này thì hiện tại đang chạy, đang lốc cửa rồi. Hiện tại đang chạy hơn 70.000, gần 70.000. Giá bán hiện tại đang là 479 triệu đồng. Được cảm biến trước sau này, ghế điện, cửa sổ trời. Và em này đã lên cho chị một cái màn hình cam 360 rồi chị nhé. Đang đeo biển số Bình Dương đây. 479 triệu đồng. 479 triệu đồng cho mẫu Cerato 2016 bản full option. Rồi tiếp theo một em SUV 7 chỗ ngồi, máy dầu, và em này là bản Titanium 2 cầu chị nhé, bản cao nhất của Everest. Một dòng SUV 7 chỗ với được trang bị rất nhiều tính năng an toàn, khả năng trải nghiệm mượt mà, mạnh mẽ. Mẫu gầm cao Ford Everest đó chị nhé, Titanium 2020 hai cầu, và em này đang đi 20.000 chuẩn. Mức giá mà em đang niêm yết ở mẫu này là 1 tỷ 240 triệu đồng, anh em đang khóa cửa rồi. 1 tỷ 240 triệu đồng cho mẫu Ford Everest Titanium 2 cầu này. Đó, ngọt rất là nhanh cho anh chị này. 2020 đang đi chuẩn đồng hồ 20.000. Hiện tại Everest mẫu mới, nếu có thông tin là bia kèm nạc, bây giờ cũng phải khoảng 1 tỷ 8 mấy chục anh chị mới có xe được anh chị nhá. Thì mẫu này thì hiện tại mới đi có 20.000 và đang là 1 tỷ 240 còn thương lượng. Một em đầu búa 15 chỗ ngồi, máy dầu 3.0, một em xe mới chạy đúng 23.000 km thôi chị ạ. Đúng 23.000 cho mẫu đầu búa này nhá. Đó, một em Toyota hơi nhập Thái 23.000 chuẩn, 885 triệu đồng. Đây, mẫu này thì anh chị về kinh doanh dịch vụ, đưa rước học sinh hay là công ty thì rất là hợp lý, vừa tầm tiền. Toyota hay anh chị nhé. Tiếp tục vào bên trong đây, em An còn khá là nhiều, ngày hôm nay nhiều xe lắm nên là sẽ tổng hợp rất là nhanh thôi. Em này là Elantra số sàn 2013. Em này là động cơ 1.8 và là hàng nhập nguyên chiếc. Em An đã có video chi tiết mẫu này rồi, Hyundai Elantra anh chị nhé, ngày hôm qua đã có video rồi. Và mẫu này thì hiện tại bên em đang niêm yết với mức giá là 359 triệu đồng. Em đi một vòng quay lên đây này. 359 triệu đồng, nội thất là màu đen. Hyundai Elantra số sàn nhập hàng nguyên chiếc, và mẫu này hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 359 triệu đồng, đăng kiểm một đến tháng 1 năm 2023, phí đường bộ cũng vậy. Hyundai Elantra nhìn thiết kế rất là mạnh mẽ luôn, góc cạnh. Kế bên là một em Mazda 3 sản xuất 2018, và em này em đang giảm giá rất là sâu 15 triệu cơ. Mazda 3 2018 được trang bị cho chị nội thất đen, cửa sổ trời, ghế thắng tay điện tử. Em này là hơn 50.000 gốc Sài Gòn, Mazda 3 nhé. Thiết kế con ngựa Mazda 3 rất là sang luôn. 2018
Mẫu này hiện tại đã được thay 4 vỏ mới tinh cho anh chị rồi, đăng kiểm còn đến tháng 6 2023. Và em này thì hiện tại bên em đang niêm yết với mức giá là 577 triệu, và em An đang giảm sâu cho chị 12 triệu đồng vào mẫu này, 12 triệu đó. Tiếp theo một em Hyundai Elantra, số tự động, động cơ 1.6 219 và đăng ký lần đầu 2020. Mẫu mới anh chị nhá, mẫu mới. Em xe này đã có màu đỏ và đang chạy chuẩn 48.000, đã được chủ xe lên cho chị 4 vỏ mới, cảm biến áp suất lốp đầy đủ rồi. Bản này là 1.6, có cửa sổ trời, cửa sổ trời và nội thất là ghế da. Động cơ 1.6 Elantra thì thiết kế nó rất là đẹp đó. Nhìn form dáng của Elantra thì cực kỳ là bắt mắt. Hyundai Elantra, số tự động 219 và đăng ký lần đầu 2020. Mẫu này thì tại bên em An đang niêm yết với mức giá là 585 triệu đồng. Anh chị làm nhanh gọn sẽ có giá thực sự tốt cho chị luôn. Nội thất màu kem Elantra 2019. Em này là mẫu mới chị nhá, đã được chủ xe lên sẵn cho chị lót sàn rồi. Lên sẵn lót sàn cho chị rồi. Ok. Điều hòa hai vùng độc lập anh chị ạ. Và bản này là động cơ 1.6. Hiện tại thì siêu thị ô tô Bình Dương còn một em bản 2.0 2017. 2.0 2017 thì trên 500 triệu một chút thôi là chị đã có một mẫu hạng C đi rồi. 585 triệu chị nhá cho mẫu này, mẫu mới. Thiết kế nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo, em An sẽ giới thiệu cho chị tiếp một em Cerato 2021, bản Luxury chị nhá, Luxury 1.6, được trang bị cho chị cửa sổ trời, ghế điện đấy ạ. Kia Cerato. Và em này đang chạy chuẩn đồng hồ 15.000 km. 15.000. Một mẫu xe cũng rất là trẻ trung và thể thao đúng không ạ? Cerato, trang bị cảm biến trước sau, em này đi 15.000. Giá bên em đang chào bán là 635 triệu cho mẫu Kia Cerato bản Luxury 2021, 2021 đấy chị ạ. Luxury 2021 rất là đẹp, đi đúng 15.000 chuẩn. Giá bán bên em đang chào bán là 635 triệu đồng cho mẫu này. 635 triệu cho mẫu Cerato bản Luxury 2021 này. Cảm biến trước sau, cụm đèn bi dạng thấu kính và có 4 bóng nét định vị. Đăng kiểm vào đến tháng 10/2023 anh chị nhá. Rất là đẹp. Hiện tại Cerato bên em An còn một chiếc form 2021 này thôi, form mới thôi, còn đâu ngày hôm qua em An bán một em màu đen rồi. Tiếp theo một em Mazda 3 đấy ạ, 2018. Em này đeo biển Tây Ninh một chủ đầu. Giá em An cũng đang giảm đến 15 triệu nhé, 568 và chị trừ đi 15 triệu rồi em An. Đăng kiểm vào đến tháng 10/2023. Phí đường bộ cũng vậy. Em xe này thì hiện tại đang chạy 68.000 km chuẩn. 68.000 km chuẩn. Chuẩn bị bàn giao một em Kia K3. K3 về với anh trai tại Hồ Thủy Điện Trị An. Ok. Thank you, thank you. Cảm ơn bác nhá. Kia K3 này là vừa về cái là anh trai lên chốt luôn. Ủng hộ em An chiếc chiếc thứ hai rồi. Rồi cảm ơn anh Toàn nhá. Có gì alo. Ok nhá, cảm ơn bác. Chúc chiếc thì ô tô Bình Dương coi em buôn may bán. Rồi, nhất trí, cảm ơn anh. Nhiều xe. Ok, ok. Rồi, bác về nhá. Rồi, tất cả những sản phẩm bên em bán thì sẽ được chăm sóc và spa cho chị. Đến lúc mà chị nhận xe là một chiếc xe nó thực sự đẹp và hoàn hảo nhất đúng không ạ? Kia K3 lên đường về với anh trai ở Hồ Thủy Điện Trị An. Cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh đi tốt, dùng bền, vạn dặm bình an. Tiếp theo, em An giới thiệu cho chị một em Kia Soluto. Không gian bên em là lượng xe nó quá nhiều nên là hơi chật chội một chút đây chị nhá. Kia Cerato bản đủ 2020, mẫu hạng B rẻ tiền nhất trong phân khúc rồi. Em này đang ở 385 triệu, chuẩn đồng hồ 28.000. Ngày hôm nay em An để cho chị 375 triệu bao rút hồ sơ gốc cho mẫu Kia Soluto hạng B, động cơ 1.4 1.4. Bạn đủ được trang bị cho anh chị mâm, mâm phay, màn hình cam lùi, vô lăng tích hợp. Ok, ghế da hai màu anh chị ạ. Mẫu này thì hiện tại vẫn làm banh được. Anh chị nào muốn làm banh thì vay được khoảng tầm 75% giá trị xe. Hiện tại thì bên em vẫn làm cho chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thôi nhá.
Còn những anh chị ở tỉnh xa thì mình có thể liên hệ với ngân hàng, hoặc là bên em sẽ liên hệ ngân hàng tại địa phương đó, nếu mà họ hỗ trợ được. Họ hỗ trợ được thì sẽ làm cho anh chị. Tiếp theo bọn em Toyota Yaris 1.3 bản G, sản xuất 2016 và Odo hiện tại đang là 59.000. Em này pháp nhân là tên công ty một chủ từ đầu anh chị nhá. Chủ xe đã lên cho chị 4 vỏ mới, màn hình Gotech, ghế da và lót sàn sẵn rồi. Một mẫu xe hàng nhập Thái, động cơ 1.3, trang bị cho chị cụm đèn pha dạng thấu kính này. Và bản này cũng được trang bị cho chị hệ thống điều hòa auto và có khóa để nổ thông minh sẵn cho chị rồi. Tay cửa mạ chrome. Yaris thì luôn luôn là một mẫu xe thực sự giữ giá đúng không ạ, và rất là kén khách. Mẫu này thì em thấy là hợp với những anh chị, đặc biệt là những chị mà đi làm hoặc là đưa rước con đi học. Em này cũng lên cách âm quanh xe hết rồi nhá. Nội thất mới tinh, lên màn hình trần ni lông sạch sẽ cho chị rồi. Toyota Yaris 1.3 nhập Thái nguyên chiếc anh chị nhá. Em này là nhập Thái nguyên chiếc và đang được chào bán tại bên em là 475 triệu đồng. Tiếp theo một em hạng A, có lẽ là một mẫu xe hạng A bán tốt nhất này. Em này là nhập Ấn nguyên chiếc, động cơ 1.2 i10 bản hatchback, Odo chuẩn đang là 60.000 km, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Em xe này cực kỳ đẹp. Và nếu nói về độ trải nghiệm của i10 thì anh chị cứ yên tâm là những cái mẫu xe i10 mà hàng nhập, độ đầm chắc của i10 thì khỏi phải chê. Khung gầm rất là chắc chắn. Em này đăng kiểm 1 đến tháng 1 năm 2023. Và xe thì bên em đều bao check test toàn quốc và bao ship anh chị nhé. Bao ship bao ship toàn quốc cho chị luôn. Đây, động cơ 1.2 đây. Và xe thì nguyên bản, động cơ là chưa tháo mở. Bao check test cho chị luôn. Mức tiêu nhiên liệu của một em i10 với 4 máy như này dao động khoảng 5 lít hơn một chút thôi. Nó rất là tiết kiệm. Tất cả xe mà anh chị lên đây chị coi, anh chị có thể chạy trải nghiệm. Chạy trải nghiệm thoải mái rồi bắt đầu chúng ta mới nói chuyện đến giá đúng không ạ? Đấy, xe là em ăn bao check test và bao vận chuyển cho chị toàn quốc. Anh chị nào mình ở xa, mình không có điều kiện mình lên được thì mình có thể check test, mình có thể mình làm việc với em ăn trực tiếp qua điện thoại và mình chốt giá. 318 triệu và em ăn để cho chị 308 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc nhé. Em này đeo biển Hà Tĩnh nhưng mà khách hàng thì sinh sống và làm việc ở Bình Dương thôi. Tiếp theo là một em i10 nữa. Em này là bản ráp ở trong nước nhé. 218 1.2 cũng là bản hatchback và Odo chuẩn đang là 45.000 km. Ở 218 này được trang bị cho chị mâm phay 4 thang đĩa chị nhé. 4 thang đĩa luôn. Đấy, 2018. Ghế hai màu da và cái phần nỉ này, vô lăng tích hợp. Em này sử dụng hộp số tự động 4 cấp nhé. 4 cấp đó. Mà lên một cái màn hình Android OLED 9 inch rồi, 45.000 chuẩn, tên tư nhân một chủ đầu. Em này đăng ký là tháng 12 năm 2018. Và đời 18 này chị thấy là lên được 4 thang đĩa này. Đấy, 4 thang đĩa này. Đấy, i10 bản hatchback 2018, rất là thoáng nhá. 2018, động cơ 1.2. Và em này đang được chào bán tại bên em với mức giá là 365 triệu đồng. Đấy. Ngày hôm nay thì bên em An sẽ tiếp một những cái đoàn khách rất là nổi tiếng trên TikTok, đó là Trung Thực Auto. Đấy, đi đi. Anh ngày hôm nay buổi tối sẽ có buổi giao lưu với tất cả anh em trong siêu thị ô tô Bình Dương, là một đơn vị mua bán xe rất là uy tín tại Hà Nội. Và anh chị lên những cái nền tảng như là YouTube hay là TikTok là cũng có thể thấy là Trung Thực Auto là một đơn vị rất là uy tín. Vì vậy mà với những anh chị mình sinh sống và làm việc ở xa, mình có thể đặc biệt ở ngoài Bắc, khi mà anh chị muốn mua xe của em An thì anh chị chỉ cần chốt giá chuyển cọc, bên em sẽ giao xe ra tận ngoài Hà Nội cho anh chị. Và anh chị sẽ nhận xe tại Trung Thực Auto, và Trung Thực Auto sẽ làm đơn vị cầu nối giữa siêu thị ô tô Bình Dương và anh chị, để làm sao mà đảm bảo chất lượng và bao chiếc test cho anh chị tại ngoài đó, cũng như là chế độ sau bán hàng tốt nhất. Một em Nissan Sunny 2018 Bre, Premium anh chị nhé. Em này có được trang bị body kit đấy ạ. Màu xanh đen trên cà vẹt, tên công ty một chủ mua mới từ đầu. Nissan Sunny anh chị ạ. 2018. Odo hiện tại đang là 61.000. Và em này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 388 triệu đồng cho mẫu Sunny này. Thực sự rất là rộng, một em xe hạng B nhưng mà vô cùng rộng rãi, có màn hình cam lùi đủ rồi. Đó. Đây, cho chị tham quan không gian nội thất của mẫu Sunny này. Vô cùng rộng nha anh chị ạ. Rộng lắm. Mẫu này hiện tại đang là 388 triệu đồng, siêu rộng đúng không ạ? Với tầm tiền này thì đây là một chiếc xe đáng để lưu tâm trong phân khúc dưới 400 triệu, hạng B và đời cao như này.
Tiếp tục kế bên là một em Atit mà em An đang giảm giá rất là sâu ở mẫu này, chỉ còn 599 triệu thôi cho em Corolla Atit 2018, và em này là 1.8G nhé. Bàn G sẽ được trang bị cho anh chị như là điều hòa auto và ghế điện. Đấy, Atit này, em này tên tư nhân một chủ từ đầu và đang chạy chuẩn 37.000 km, rất là đẹp. Em này làm hơi lâu một chút và em đang giảm giá rất là sâu cho chị nhé, chỉ còn 559 triệu đồng, giá cực kỳ là thơm rồi. Anh chị nào mình yêu em này thì alo em An. Atit 2018 ở đây là 599 triệu đồng. VSG em này có cái cụm mà đèn pha nó hơi bị xước, em An tháo ra để cho cái ốp gương này đang xước, anh em tháo ra để dặm sơn lại. VSG 2020 và em này đi 18.000 chuẩn anh chị ạ, đúng 18.000, size tặng xe màu vàng cát hay vàng đồng ấy. Đấy, tất cả vỏ theo xe, sơ cua chưa lăn, tên tư nhân một chủ đầu và đăng ký lần đầu là tháng 4 2020. VSG nhé, 2020 và 20 này được trang bị cảm biến trước sau và có ga tự động rồi, nội thất màu kem. 545 để cho chị 535 triệu đồng. Tiếp theo, với một em xe hạng C rẻ tiền như thế này thì em ơi đậu lại cho anh cái chiếc xe cho ngay ngắn nha. Với một em xe Crew số sàn hạng C, em này với tầm tiền bây giờ chỉ có 325 mà em ăn đẩy cho chị 310 triệu vào rút hồ sơ nhá. 2016 không thủy kích, keo chỉ zin, khung gầm nguyên bản, đã được chủ xe lên ghế da, màn hình Android, cam hành trình đầy đủ hết rồi, lên bi đèn bi led luôn này. Đó, bi led này. Đó, em này hiện tại bên em đang niêm yết mức giá là 325 để cho chị 310 triệu bao rút hồ sơ gốc. Tiếp theo một em Kia Cerato 2018, em ơi chạy cái đầu xe đây đây, 2018 nhá, đi 68.000, đang đeo biển số 36. Nhưng mà có gốc ở Tây Ninh, em này là đã ra tên đổi biển rồi. Đấy, khách hàng đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương thôi. Chủ cũ đã lên cho chị nội thất ghế da bò này, có cho chị màn hình Android và cam hành trình sẵn rồi. Đây cho chị tham quan qua nội thất, Calamen cho chị tham quan. Em này đẹp lắm, lát nữa em sẽ quay chi tiết cho chị để chị coi em Cerato này nhá. Đấy, 2018, ghế điện. Xin lỗi chị, có sạc không dây, điều hòa hai vùng, lọc không khí, ghế điện thì ở bản tự động thôi. Đó, ok. Đó, lát em sẽ quay chi tiết luôn chị ạ. Tiếp tục là một em gầm cao, một em 5 chỗ, một em Mazda CX-5 sản xuất 2020, và em này là bản premium, được trang bị cho anh chị cốp điện, hắt kính, hai ghế điện, loa bâu, cảm biến trước sau. Em này đi 35.000 chuẩn, bản premium 2020, và đang được chào giá tại bên em là 879 triệu, để cho 869 triệu bao rút được sơ gốc. Một mẫu xe màu đỏ pha lê, và em này đã được chủ cũ lên màn hình cam 360 rồi, lên cam 360 hết rồi chị nhá. Mazda CX-5 Bre 2.0 cao nhất rồi. Một cặp Innova. Innova thì ngày hôm qua em bán được 2 chiếc, thì hiện tại bên em đang còn tầm tại cửa siêu thị là khoảng 4 chiếc, 4 chiếc đang có mặt tại siêu thị. Hai em này đều là màu bạc 2017 hết anh chị nhá. Em này thì anh chị ra biển số thành phố thì anh chị không mất tiền biển số này. Vẫn là nguyên bản, vẫn là ghế lỉ và chưa có màn hình giải trí. 8 chỗ ngồi phổ thông và đời này đã có cân bằng rồi. Còn nó em 17 bên đây là biển Long An. Biển Long An đã lên ghế da, màn hình cam lùi rồi. Em này thì hiện tại bên em đang niêm yết với mức giá cho hai mẫu xe này là 565 triệu. Em này anh chị ra biển số không mất tiền, đặc biệt là ở thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh là không mất 20 triệu. Còn em xe này gốc Long An luôn, đã lên ghế da, màn hình hết rồi, tên tư nhân luôn. Em này đã lên full phụ kiện bên ngoài. Mấy cái mẫu này thì anh chị về kinh doanh dịch vụ đều rất là ok. Mẫu Innova 2.0 máy xăng nhá, màu ghi bạc. Em này hiện tại bên em đang niêm yết với mức giá là 555 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ bao zin, bao check test cho chị 555 triệu. Tiếp theo là một em xe mà có lẽ là với ở cái thế hệ đời 2008 thì nó là cả một mơ ước luôn. Em này là Mitsubishi Grandis 2008 và đăng ký lần đầu 2009, tên tư nhân một chủ từ đầu, ô tô chuẩn đang là 69.000. Một chiếc xe thực sự cọp, nếu đúng nghĩa của một những người mua bán xe gọi là xe cọp đấy chị ạ. Đi đúng 69.000 và anh chị lên đây em ăn cho chị chạy trải nghiệm thử, bởi vì nó thực sự rất là êm ái,
cho chị tham quan qua nội thất. Đó, 7 chỗ ngồi, máy xăng. Em này động cơ 2.4 nhá. Grandit. Mẫu này thì cán bộ công chức nhà nước đi luôn, bên em ăn mua tại chủ xe luôn. Một chiếc xe mà nếu mà tính ra 2009 đến bây giờ mười mấy năm rồi mà mới chạy 69.000 thôi là chị đủ hiểu cái chất xe nó rất là cọp. Đó. Rất là cọp nhá. Siêu hợp cọp luôn. À, mẫu này hiện tại đang là 368 triệu, bên em đang để cho chị cái giá là 358 triệu bao rút hồ sơ gốc và bao vận chuyển cho chị luôn. À, 7 chỗ ngồi. À, mẫu xe 7 chỗ và Caravan đứng lùi lại cho chị coi cái form giá. Anh chị nào mình cần những cái hình ảnh hay là video chi tiết thì inbox cho em An nhá. Em An sẽ gửi cho chị. À, tiếp theo ở đây em An đang có một em gầm cao đây. Một em 7 chỗ ngồi, một em Honda CR-V. Đó. Em này là Honda CR-V sản xuất 2019. Bản L nhá anh chị nhá. À, CR-V bản L là bản cao nhất của Honda CR-V. 2019. Đang đi 29.000 km. Động cơ 1.5 turbo nhập Thái nguyên chiếc. Nhập Thái nguyên chiếc. Đó. Một mẫu xe cực kỳ đầm và form dáng đẹp đúng không anh chị. Em này tất cả vỏ Michelin là theo xe. À, bộ mâm phay rất là ngầu. À, được trang bị cho anh chị đèn full LED này, cửa sổ trời, ghế điện, cốp điện rất là nhiều. Động cơ 1.5 anh chị nhá, vô cùng tiết kiệm và lại mạnh mẽ. À, turbo mà. À. Giá bán bên em đang chào bán ở mẫu CR-V này đang là 965 triệu đồng. 965 triệu cho em Honda CR-V bản L, bản cao nhất của Honda CR-V anh chị nhá. Tiếp tục bán tải đi. Em An đang còn bán tải. Đấy, sẽ giới thiệu cho chị bán tải Ranger số sàn 2014 và đăng ký lần đầu 2015. Tên tư nhân một chủ từ đầu. Em này đang đi 58.000 km chuẩn. 58.000. Đó. Mẫu này thì hiện tại bên em An đang để cái giá khá là ok cho chị, 470 triệu đồng cho mẫu bán tải Ranger XLS số sàn 2014 và đăng ký lần đầu 2015. 2014 và đăng ký lần đầu 2015. Em này đang được chào bán tại bên em An là với mức giá là 470 triệu đồng bao rút hồ sơ. À, một ông vua trong phân khúc bán tải đúng không ạ? Hoàn toàn khác biệt. Một em khủng long, một em Forest to và thực sự là nhìn thôi đã anh chị đã thấy mê rồi đúng không ạ? Chưa đứng nói đến trải nghiệm. Em này là Forest to 2021 hai cầu. Ô tô chuẩn đang là 20.000 km đã được lên cam 360 rồi. Ghế điện, một mẫu xe nhập Thái hai cầu. Một chiếc xe mà có lẽ là mọi thiết kế nó thay đổi hoàn toàn. Khung gầm, hệ thống treo nó khác hoàn toàn so với những mẫu bán tải thông thường. Và đã được lên full phụ kiện đồ chơi như vỏ này. Vỏ này anh chị có thể vượt những cái địa hình rất là phức tạp. Bộ vỏ này anh chị đi ở đường bằng phẳng hay đường đồi núi, đường hiểm trở cũng đều rất là ok, êm ái. Mẫu xe màu thì quá là đẹp rồi. Và em này là không niên hạn nha, đã lên lắp thùng thấp rồi. Ford Raptor 2021 và đang đi 20.000 km chuẩn. Đã được trang bị cho chị lắp thùng thấp rồi. Đó. Mẫu này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 1.418 triệu đồng cho mẫu Ford Raptor này. Đó. 2021 nha chị nhá. Đời rất là cao đây. Đấy. Anh chị nào mình đi phượt, đi làm, đi chơi cũng đều rất là ok, ngồi mẫu này vẫn rất là sang luôn. Đó. Màu đỏ này rất là đẹp và anh chị không phải lo về liên hạn nhé. Cái lên cam 360 rồi. Ở đây em An đang còn một em 5 cộng 2 nữa này. Một em Kia Karen. Đấy, màu nâu, cà phê, 2013 số sàn bản full. Bản full đấy chị nhé. Và em này thì là bản full số sàn có cửa sổ trời và ghế điện. Kia Karen anh chị nhé. 315 triệu thôi cho mẫu Karen này, để cho chị 305 bao rút xem. Đó, 315 triệu, động cơ 2.0, máy xăng, cửa sổ trời, ghế điện. Đó, cho chị tham quan một vòng nhé. Caravan cho chị lướt qua một vòng đi để chị tham quan. Ba trăm mười lăm triệu anh chị nhá cho mẫu Karen này, đã lên ghế da màn hình cam đùi rồi. Tiếp tục mời chị đi xuống đây, em An còn rất nhiều xe ở dưới đây tha hồ cho chị lựa chọn. Như vậy em Everest này thì bên em An đã bán rồi, đang chờ giao em này. Một cầu Titanium một cầu 2018 rất là đẹp, về cái là bán liền.
Anh em đang dọn để chờ giao. Rồi mời chị xuống đại công trường. Đại công trường Mazda 3 anh em đang dọn đây. 2017 và đăng ký lần đầu 2018, tên tư nhân 1 triệu đồng. Mazda 3 hatchback và em này là bản facelift, nghĩa là bản thắng tay điện tử đấy anh chị ạ. Thắng tay điện tử đấy. 2017 và đăng ký lần đầu 2018, 1 triệu đồng, đeo biển Bình Dương. Mẫu này hiện tại đang chạy 69.000, giá mà bên em đang chào bán ở bản facelift hatchback này rất là thơm, rất là êm, chỉ có 528 triệu đồng thôi cho mẫu Mazda 3 hatchback. Và đây là thắng tay điện tử chị nhá. Đầu 17 vẫn là thắng cơ. Đấy, chạy bằng cơm đấy ạ. Bản hatchback là khi mà chị mua mới là giá cứng hơn đấy, giá cao hơn. Đó. Ok. Rồi xem vào đi em. Em sẽ quay sau, vẫn còn vỏ theo xe. Mazda 3 hatchback nhá, 2017 và đăng ký đầu 18. 528 triệu đồng. Đây. Xuống dưới từ chiếc Xpander thì anh em đang xịt pha đây. 2019 số sàn. Và đang đi 54.000 chuẩn. Đó. Biển Tây Linh đã lên màn hình Android sẵn rồi. Số sàn màu đen. Anh em đang đánh bóng thôi. Đây là xe về phải đánh bóng và làm đẹp cho chị. Xpander nhé, một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. MPV 5+2 đúng không? Rất là tiết kiệm. Đấy, em này đang được chào bán tại bên em là 489 triệu đồng thôi, rẻ hơn cái màu trắng khoảng 10 triệu. Đó. Xpander số sàn 2019 bầm phanh đang được chào bán tại bên em là 489 triệu. Tiếp tục là một em Innova với cái màu rất là hiếm gặp này, màu xanh xám ấy chị. Màu này thì thực sự là gần như là chị rất là ít gặp. Em này là 2019 Innova 2019 đã lên ghế ra màn hình Android rồi, cam lùn 2019 mà đang đi 45.000 chuẩn thôi. Giá bán đang là 625 triệu nhé. Đấy, Innova số sàn 2019 625 triệu. Nội thất là ghế da đã lên sẵn cho chị rồi, 625 triệu và cái màu này thì rất là hiếm. Anh chị nào thích cái màu này là ok, đúng bài luôn đó. Đó, màu đẹp lắm. Màu đậm hơn so với cái màu bạc một chút. Em đeo biển số 18 này, Nam Định này. Em ăn bao rút gốc hết nha anh chị, yên tâm. Đó. Innova 2019 625 triệu đồng. Cái mẫu này 625 anh chị nhá, 625. Rồi tiếp tục một em Vios E tự động 2017. Em này đang đánh bóng rửa dọn này, rất là dư. 415 triệu bản E tự động nhé. 2017 em sẽ chỉ ba sẽ giới thiệu sau, mà xe mới về nên là nó cũng lên ghế da lót sàn ốp bậc lên xuống đầy đủ hết, chưa có màn hình giải trí. 415 triệu cho mẫu này, đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2023 cho mẫu Vios E tự động 2017. 415 triệu màu trắng, đeo biển số Sài Gòn nhé. Đây biển số đây em này, trước chủ xe dán mấy cái tem này rồi độ đèn này bên em cho bóc hết luôn. Đó, để về nguyên bản biển Sài Gòn. Tiếp tục ở đây thì em An đang có một em Elantra bản 2.0 2017 anh chị ạ. 2.0 2017 bản này ô tô hiện tại ra là gần 60.000, được trang bị cảm biến trước sau, sửa ghế hai vị trí. Đấy, ghế điện rất là đẹp luôn. Elantra 2.0 2017 mẫu này hiện tại bên em An đang niêm yết với mức giá là 525 triệu cho mẫu Hyundai Elantra số tự động ấy, 2017 bản 2.0 tuyệt vời luôn, đăng kiểm một đến tháng 4 2023. Toàn là những cái mẫu xe rất là dư mà em An giới thiệu thôi, ngày mai chị có thể lên tham quan được. Tiếp theo một em Corolla Atit 2016 số sàn. Đó, màu xanh rất là đẹp này. Đó. 2016 số sàn và em này đang là 468 triệu. Động cơ 1.8 biển Sài Gòn. Corolla Atit. Số sàn anh chị ạ, 468 triệu đồng. Đấy. Rất là nhiều sản phẩm. Innova 2015 cũng đang chờ spa và làm đẹp đây. Innova 2015. Đấy. Đẹp lắm, em này bên ngoài đang rất là dơ nhá, nhưng mà bên trong thì thực sự đẹp. 2015 không khoan đục, không đổi màu. Đấy là điều đương nhiên rồi.
Mẫu này đang chào bán tại bên em là 435 triệu cho mẫu Innova 2015 màu bạc. 435 triệu. Ghế da, màn hình cam lùi có đủ hết rồi. À, cửa còn rất là chắc chắn nha đây. À. $435 triệu đồng cho mẫu Innova 2015 anh chị nhá. À. À, chiếc xe cuối cùng trong buổi báo giá tổng hợp ngày hôm nay, mẫu em Mazda 3 sản xuất 2013, số tự động, động cơ 1.5. À. Em này chất xe còn rất là cứng. Đó, chủ xe đã lên 4 vỏ mới này, làm mâm phay cho chị ở này. Đó, đăng kiểm vào đến tháng 11 năm 2022. Mazda 3 2013 chị ạ. Em này đang là 372 triệu đồng cho mẫu này. Có cái ghế thì sẽ xử lý lại cho chị nhé, theo thời gian nó bị lứt như vậy thôi. Đó, chứ chất xe thì còn rất là đẹp và liền lạc. 2013 số tự động, 372 triệu đồng. Ok chị nhá, 372 triệu. Rồi, em An vừa gửi đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu gần xa của em An tất cả những mẫu xe có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương trong ngày thứ 7 ngày hôm nay. Và chị nào mình quan tâm về những sản phẩm bên em thì hãy tới trực tiếp bên em hoặc alo cho em An anh chị nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và anh chị có nhu cầu cần mua bán trao đổi xe thì cũng alo trực tiếp cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe. Ngày mai thì chủ nhật em vẫn hoạt động bình thường. Một nữa cảm ơn chị rất là nhiều và em An xin kính chào, hẹn gặp lại anh chị, xin chào.